sắc mặt ả à lúc này đột nhiên thay đổi ánh mắt sắc lạnh nụ cười cũng trở nên mất nhân tính Ừ, đúng rồi đấy anh chạm tay vào mũ của áo giáp ngay lập tức một luồng ánh sáng xanh tỏa ra leon cốt mốt vội lùi về sau như một phản xạ tự nhiên thư ánh sáng ấy dần tụ lại thành một ký hiệu kỳ lạ là long ấn bỗng một âm thanh vang lên đáp lại lời anh Hakim kim chiến xa người anh em tốt của ta tại sao ngươi cũng sa ngã rồi anh tức giận nghiến răng nhìn lên liền bắt gặp được bộ dạng ngạo nghễ của ả à ta he he ngươi đã rơi vào bẫy của ta rồi Leon, cả người Ross Wise đều bay lên. dấu ấn kỳ lạ dưới chân hai người cũng phát ra một luồng sức mạnh làm tóc của ả bay phấp phới trong gió. Leon Cod mốt chứng kiến xong cảnh đó liền đề cao cảnh giác. Anh hỏi Ross Wise, ngươi đã làm cái gì? Ross Wise vui vẻ cười đáp, ta đã ỉm long ấn lên trên bề mặt áo giáp của ngươi nhằm nâng cao hiệu quả của nó. Khoảnh khắc ngươi chạm vào áo giáp, hiệu ứng sẽ được kích hoạt. Ả à, vừa dứt lời, Leon Cosmos đã ngã khụy. Anh chống tay xuống đất kêu lên một tiếng, u. Leon Cosmos đau đớn cả người đều run rẩy cả lên anh lấy tay ôm ngực mình trên đó lúc này đang hiện lên một ấn ký kỳ lạ cái đồ hèn hạ mình đã quá bất cẩn à cười một cách đầy khoái trá hiệu quả của long ấn đã được tăng lên gấp đôi ross wise lấy tay nâng cầm anh rồi nói tiếp thế nào sát long nhân yêu dấu của ta ngươi có thể chịu nổi nó không anh yên lặng không đáp chỉ nghiến răng nhìn à ta cả người toát mồ hôi leon cót mốt nhìn à ta bằng một cái nhìn đầy cam phẫn kêu lên từng tiếng đứt đoạn ross way ả à, ta không thương tiếc gì mà trực tiếp đẩy anh ngã ra đất. Leon cót mốt nằm dưới sàn, cảm giác khó chịu ập tới làm mặt anh nhanh chóng đỏ lên, cả người cũng run một cách không tự chủ. Mẹ kiếp, mình không thể cử động được, nhưng sự thôi thúc phần hạ bộ lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhân cơ hội anh đang thất thế, nằm bất động trên mặt đất, Ross Wise liền nhanh chóng trèo lên trên người anh, bày ra một tư thế quyến rũ. Ngươi nghĩ ra không ghi hận trong lòng kể từ lần trước ngươi chinh phục ta sao? suốt mấy ngày qua ta đã suy nghĩ rất nhiều để làm sao khiến trả thù ngươi và khiến ngươi bị mất cảnh giác nhưng ta lại không nghĩ ngươi lại lọt hố dễ dàng tới vậy đấy chứng kiến cảnh tượng trước mắt anh cũng được bất tòng tâm đành bất lực nằm trên đất mà chịu trận đồ rồng cái nhà ngươi ros wise nhướng một bên vai dùng ánh mắt đầy thăng trầm nhìn anh khả năng diễn xuất có phải tốt lắm đúng không lúc này khi đã nằm dưới thân ả à ta anh mới bàng hoàng nhận ra toàn bộ mọi thứ ngươi nói ngày hôm nay đều chỉ là giả hết sao chưa bao giờ được gặp bố mẹ về mong muốn được muôn gọi bằng mama cả cái nắm tay. Ross Wise đưa tay lên vuốt lấy mặt anh, mỉm cười đáp, không, mấy cái đó thì đúng, nhưng nó không ảnh hưởng gì tới chuyện ta sẽ làm với ngươi cả. Leon, à từ từ đưa tay xuống tự cởi y phục của bản thân rồi nói tiếp, ngươi đã nói gì với ta ý nhỉ? Chớp mắt, áo trên người đã tuột xuống quá nửa. Thân trên của Ross Wise cũng đã không còn mảnh vải nào, da thịt trên người chỉ được che mặt mái tóc dài của à. à liệu ta có thích chinh phục mọi thứ đúng không? Mặt Ross Wise đỏ lên như say rượu ả à đưa tay lên miệng nói một cách đầy dụ hoặc ha ha có ta thích cảm giác chinh phục ả à liền cúi xuống ghé sát mặt vào leon mốt hai tay không yên phận mà cởi áo khoác ngoài của anh đã sẵn sàng chưa người chồng yêu dấu của ta à? anh bất động nhìn ả à ta u chết ti ngay lập tức bên ngoài cung điện liền phát ra những âm thanh ám muội nào đó làm xóa tan không khí yên bình lúc bây giờ một lúc sau không biết đã bao lâu trôi qua chỉ thấy leon mốt xuất hiện với đôi mắt đờ đẫn và hai hàng nước mắt chảy dài trong việc liền chống tay Nghe người sang một bên nhìn anh mỉm cười vui vẻ. thấy vậy, Leon cót mốt liền đáp lại cô với một thái độ không mấy thiện trí. ngươi làm cái gì vậy? Bỗng dưng Ross Wise lấy mặt anh đến mức biến dạng rồi nói, so với hai năm trước, các vết sẹo trên mặt ngươi teo nhỏ lại, nhưng lại càng thêm vẻ già dặn như thể trải qua nhiều nốt thăng trầm của cuộc đời nhỉ? càng có thêm hương vị của người trưởng thành rồi. nghe xong anh liền ngại ngùng bật người ngồi thẳng dậy, khoanh tay tức giận, tránh ra. ngươi lại muốn gài bẫy ta lần nữa hả? không có chuyện đó đâu. chọc gẹo thành công. Wise bên đây cũng xem như đạt được mục đích liền lén lút ở một bên nở nụ cười thỏa mãn À ta kéo áo lại nhìn anh với một ánh mắt đầy sự biểu dương hừng cũng thông minh hơn rồi đấy mặt y phục chỉ tề À nói tiếp nhưng nghe thấy xong leon mốt quay đầu nhanh về phía sau nhìn ả à với vẻ mặt uất hận Wise đỏ mặt che miệng nháy mắt chọc ghẹo anh sức khỏe của ngươi đã không còn tốt như trước rồi leon mốt trợn tròn mắt nhìn vào hư vô hả à, âm thanh vừa rồi tựa như sét đánh ngang tay leon mốt làm cho anh nhất thời không nói nên lời, Leon, của ngươi không có to bằng lúc trước. Anh sốc đến hai mắt trợn trắng, mất đi cả con ngươi, của ngươi không còn vừa như lúc trước. Leon cót mốt hả hốc, mùng cũng sắp rơi xuống đến nơi, không còn tốt như lúc trước. Âm thanh cứ vang đi vang lại trong tiềm thức của anh, lúc trước. Rồi anh bất ngờ hét lớn lên, à, ngày hôm sau, những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu chiếu xuống tòa lâu đài nguy nga trắng lệ. Tại đây, Leon cót mốt mở cửa ra với hai cuồng thâm mắt đen sì, bộ dạng như mất hết sinh lực anh yếu ớt đáp, tới đây. Anh đứng thất thần nhìn Ross Wise cùng với Noah đang đứng ngoài cửa, chào buổi sáng. Ross Wise nhìn anh bằng một đôi mắt sắc bén, nở một nụ cười gian xảo cô nói, có vẻ như tối qua ngươi không được ngủ ngon giấc thì phải. Leon cót mốt nhìn à ta bằng một vẻ mặt cam phẫn, tất cả là tại mấy lời thừa thãi của người đấy. Ross Wise vui vẻ đáp, thật sao, ta không nhớ mình đã nói gì nữa. Noah đứng ở dưới nhìn hai người cãi nhau. Tay cô bé còn cầm một quyển sách, lại bắt đầu rồi, Ross Wise đẩy Noah đến trước mặt Leon Cosmos rồi nói, bài kiểm tra đầu vào của học viện rất là khó. Ngươi sẽ phải bắt đầu dạy Noah học về kiến thức của loài rồng chúng ta kể từ hôm nay. Nói rồi Ross Wise liền tiếng sát người về phía Leon Cosmos, đặt tay lên ngực anh rồi thì thầm to nhỏ. Đã chuyện kia không nổi thì chắc mấy chuyện như này ngươi vẫn sẽ làm được chứ Leon. Lửa giận trong lòng anh lúc này đã bùng lên đến đỉnh điểm, anh nắm tay thành nắm đấm. Nhìn ả với ánh mắt tràn ngập sắc khí, mẹ kiếp, hôm qua trả qua ta. Ta chưa ở trong trạng thái tốt nhất thôi, Leon Cosmos chỉ thẳng tay vào mặt Ross Wise nói với một khí thế kinh người, ta nhất định sẽ khiến Noah đậu bài kiểm tra, như lần này. Ta muốn ngươi trao đổi một cái gì đó có giá trị tương đương nếu ta làm được. À bình thản nhìn anh, mỉm cười, ta chấp nhận với yêu cầu này của ngươi. Nhưng ngươi sẽ không thể đòi hỏi điều gì quá phận đâu. Leon Cosmos nhìn à cau mày thể hiện sự quyết tâm, nhất ngôn cửu đỉnh. Nghe xong cô vui vẻ quay người đi. Còn không quên chào tạm biệt anh bằng một câu nói đầy trêu chọc. Vậy thì học chăm chỉ lên nhé, cẩn thận không lại thành bất lực đấy anh phẫn nộ mắng rồng cái ngươi xong rồi noah chứng kiến cảnh tượng vừa nảy xong liền ngây thơ hỏi anh tại sao lại cãi nhau với mama vậy leon cót mốt lúc này dẫu cho vẫn chưa nguôi giận nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích đâu có ta đang trao đổi bình thường với như phát hiện ra điều bất thường anh kinh ngạc nhìn noah khoan đã con vừa gọi cô ta là gì cơ cô bé ôm quyển sách bình thản đáp mama leon cót mốt ngồi xuống đối diện noah há hốc mồm hỏi là cô ta yêu cầu đổi cách gọi hả? con thấy thích cách gọi hồi trước hay bây giờ hơn cô bé ngại ngùng xoay mặt về hướng khác đáp bây giờ leon mốt vui mừng cười tít cả mắt ha ha ta đã bảo là các ngươi sẽ thích nó mà cô bé đỏ mặt nhìn anh một cách ngây ngốc có lẽ vì ngại ngùng noah nhanh chóng quay lưng rảo bước về phía trước vậy chúng ta bắt đầu học được chưa anh thấy vậy liền hốt hoảng ngăn cô bé lại à noah đợi ta với